Hello, Trà Bò Thanh Tính xin chào anh em nha. Hôm nay mình mới về được bốn con mới anh em. Trong đó thì ba con ha, còn ngoài đây thì một con. Do là mình đang lấy cái chuồng bò này ra cho nó rộng anh em, cho nên là dời bò vô trong, gỡ toan tùm lum trên, cho nên là quay cái mỹ quan nó không có đẹp. Mong mọi người thông cảm nha. Con bò này chiều cao nó tầm khoảng 1m05, lẻ năm bò F2, mặt đẹp, có sừng, chân cẳng là ok, móng đẹp, dai thì là dai đôi. Đó, lông sắc màu vàng gươm F2 ha, đuôi đít tròn chỉnh. À, chiều cao 1m05, bò này rẻ nhất tại gia tại tại chùa của em. Không, con này không rẻ nhất, con kia mới rẻ nhất, con ngoài đó nó mới rẻ nhất. Mặt đẹp lắm anh em, bò này mặt đẹp, tướng tá dài rồi ha, nhưng mà chưa có, nói chung là nó chưa có nở dày bò, không chưa có nở dữ á. Ăn uống rất là tốt, bò này chắc móng đẹp, bò này chắc tầm khoảng trên 5,5 này, trên 5,5 á, cạnh đuôi đẹp anh em, bò này tiền rẻ anh em. $15.500.000 15.500.000 anh em. Ăn uống rất là tốt. Nói chung á thì cái khâu ăn uống mà cái dùng bò của Trà Vinh á, nhất là những đặc biệt là những con mà em bắt á, anh em khỏi cái lo cái vụ mà ăn uống. Tại vì em lựa cái con nào cái mỏ bự em mới bắt không anh em. Lỗ mũi bự mà thường mấy con bò độ là toàn là lỗ mũi bự với mỏ bự không anh em. Em lựa, nói chung là bò em lựa thì anh em biết rồi. Ở trong đó thì nó có hai con bò mà nói chung là có một con hơi đặc biệt một tí. Con này thì 15.500.000 anh em, giò cẳng thẳng thẳng băng như cây cơ vậy đó anh em, móng đẹp, móng đứng đàng hoàng. Con này vừa xuống xe luôn, thả vô là ăn liền. À, cái video này em quay lúc 5 giờ mấy, 5 giờ nè. Rồi 15.500.000. Rồi vô đây, con này là kem vàng nha. Con này hiện tại nó đang rớt lông nè, con này lớn nè, con này lớn tháng hơn con ngoài nha anh em, con này tầm khoảng 6 tháng à, 6 tháng hơn, dài nè. Con bò này em phái này ở chỗ là cái mặt nó quá độc, cái trán nó dồ, mặt nó quá độc anh em, mới xuống chuồng nó ăn nè. Bà chủ nhà bán bò này khó chịu lắm, nóng bò bà này lắm. Con này chiều cao thì tầm khoảng 1m08 nè. Đít đây, đít nó dài lắm, con bò này đít nó dài, cái hình cái bề bản anh em nhìn bò này, nhìn bề bản ngang nhìn nó đẹp lắm, gúng yếm mà lòng thòng lên thỏm này. Thì nó mới vô dây á thì nó đứng hình anh em thấy rồi đó. Cái loại mới vô dây thì anh em biết rồi, đứng hình nó không có được ngay thẳng như con bò mà thả đâu. Lưng đẹp chưa, lưng đôi ha, mặt cục. Bò này em khoái cái mặt nó, biết cái mặt, nhìn cái mặt nó là em biết bò này ăn dữ rồi. Cái con cuối cùng, con nó hơi đặc biệt, chân đẹp, móng đẹp, chân xương này tầm trung. Bò này nuôi lẹ lắm, bò này anh em nuôi là tầm khoảng 5,5, anh em thủ tầm khoảng 45 triệu đi, thủ nhẹ 45 triệu thôi, mình không có thủ nhiều, mình thủ 45. Lưng nó đẹp lắm, bò này bò pin đó anh em, chứ không phải bò thường đâu. Bò này em bán cho anh em giá là, anh em xem bò ha, kỹ nghe rồi nghe cái giá kỹ ha, giá tiền nào của nấy nha, 19 triệu nha anh em.
19 triệu. Con bò ngoài nó không có dày ha, con bò ngoài nó không có dày bằng bò trong, cho nên nó rẻ tiền hơn. Con này 19 triệu nha anh em. Con này thì cái gúng yếm à. Con này lùng liền. Được bò lắm, bò này phải thế lùng liền 6 tháng. Bò này ăn uống ok. Mặt con bò này trời ơi khỏi bạn. Nhìn cái mặt cái là cái đầu con bò này nữa lớn lên anh em, nhìn cái đầu nó như là nếu mà nó nhét vô được cái xô thùng bê cái gì cũng chịu chứ. Bây giờ hiện tại là nó nhét còn không được nữa. Bự lắm anh em, đầu bự lắm. Khoái cái đầu con bò này nè. Cái tướng nó mới về thì anh em biết rồi, nó đứng không có ngay thẳng như người ta được. 19 triệu. Rồi. Con bò này là 7 tháng rồi. Bò này nãy giờ láo táo nhất nhất xứ nè. Lưng nó là chà bẹ luôn á, nó dài như cái cầm vậy đó. 7 tháng, 7 tháng mấy vậy anh em? Bò này chiều cao hút 1m1 anh em. Nó là lưng nó lưng thớt anh em, bò lưng thớt, cái đít nó ghê lắm. Xin chào coi. Nó lì lắm anh em. Đây nó không ra luôn anh em. Bóp cái đuôi mày cho mày chạy ha, không chạy. Nó có đít đó anh em. Xương con này tầm trung nha anh em, bò này 7 tháng rưỡi nè. Có phải 7 tháng rưỡi à. Chủ nhà nói 7 tháng chứ em nghĩ 7 tháng không bò không có đẳng cấp gì được đâu. 7 tháng rưỡi mới được bò gì. Giò đây. Giò xương tầm trung thôi. Hiện tại độ thịt của con bò này tầm khoảng 80 kg hơn. Dài lắm, bò này đẹp lắm. Bò này pin à. Em hai nha anh em. Lưng bò này như tấm thớt cũng sung. Bò này cắt sữa rồi. Bề đích nó là khoảng 4 tấc. Thì con này nó cắt sữa rồi nha anh em. Nói chung là con bò này cũng thuộc cái hệ là chủ nhà mà bán kêu giá trên mây để trả giá cho đã biết lâu mới được bán như mình. Con nó sung ghê lắm. Con này bự lắm anh em. Này chiều cao cứng 1 mét rồi. Cứng 1m1, tầm khoảng 1m12 bò. Bò này bò lứa. 7 tháng mấy là vô bò lứa. F2 anh em. Đẹp lắm. Bò đẹp. Ghê không? Rồi con cuối cùng, con bò cuối cùng này là nó bị viêm da tầm khoảng 2 tháng rồi. Nói chung là nó hết rồi nhưng mà chủ nhà ông kia ác lắm. Em là em coi bữa cách đây là 3 ngày em có nói với ổng là nếu trường hợp mà con bò mình mới bị viêm da thì mình lấy thuốc xanh á, xanh mà của người á, sát trùng người á, mình xức vô nó lẹ lặn. Ông nghe không biết sao á, ông tưởng đâu là em chỉ ông, giờ em xức ông đem ông xức con bò anh em coi nè. Xức con bò nè. Con bò này ngày mai em phải lấy nước rửa chén em tắm nó ra cho hết cái này mới được. Nói chung á là em định á là con bò này phải để qua Tết em mới bắt, nhưng mà CD nghĩ lại anh em, về rồi tối về rồi bị con bò này nó quá pin anh em, mà bây giờ mình bỏ con bò này thì sợ thằng khác nó vô nó bắt mất. Con bò này nó hết rồi, nó uống đủ gì đâu sợ. Này nè, mấy cái này lắm trơn nè. Nè, đó, nè thấy không, nè. Nè, mấy cái này thì dày nè, đây nè. Nó đang mọc lông nè anh em. Đó. Đây. Thấy không, lạnh trơn nè. Chân chẳng nó đây. Nè, mà ông đây ông sức về đây nè. Lạnh trơn á. Khô mại trơn, làm trơn, nói chung là làm sạch hết trơn mà ông đeo sức gì nè anh em. Mình thấy mọi em quỳ lại luôn. Lắc đầu giống luôn. Ha. Em phía bên đây em sức nhiều, phía bên đó là ít. Con này là chiều cao nó là 1m1 cứng rồi, nó tầm khoảng 1m12 bò. Con bò này hiện tại trong mình đó là
90 cái thịt là không hết. Con bò này là 7 tháng rưỡi anh em, cắt sữa rồi anh em. Hai con này nó xứng như lắm. Nhưng mà nếu mà mình bỏ con bò này qua Tết rồi, em bảo lãnh với anh em là mình không tới mình đâu. Mất con bò này, tại con bò này nói chung là nó nằm ngay cái đường đi, nhà nó nằm cái chuồng bò nằm ngay đường đi. Quá pin mà bắt bò này ra ai cũng dòm chứ. Bò này quá pin anh em ơi. Đó, thì nếu như mà anh chị em nào mà có mê con bò này thì mình ưng thì mình bắt. Với em thì em không có, nói chung là con bò này thì cái xịt cái màu này là mình không có quán, nói chung là không có nói con bò này ngon được, tại vì nó xịt cái màu thấy vô duyên rồi. Nhưng mà con bò này quá dữ. Em mà nói chung là từ hồi cái đợt qua dịch tới bây giờ luôn ha, chỉ có một con kem bò hổm là em bán về thành phố, là con mẫu Barbie kem bán về thành phố bò hổm cho ông anh ha, bò đã 24 triệu ha. Với con này ha, không có con thứ hai thứ ba nào mà đấu nổi với bò này, chỉ còn bò đó thôi. Bò trước á, bò hổm á 24 triệu á là có thể nó đấu với bò này thôi. Con bò kem dữ thần lắm anh em. Cái vàng bên kia nó không có nổi nữa anh em, nó hết rồi, nói chung là nó lành hết rồi. Vàng bên đây em xịt gì nè, cái mặt nó nè, chút xíu nữa em thả con bò này ra em quay cho anh em xem ha, tại vì em cột lại em quay chứ đáng lý là em về là em thả nó một mình riêng á, định là vú con bò này là về để bắt về đây là vú qua Tết ha. Nhưng mà con bò này cái giá, cái giá tiền, nếu anh chị em nào thích con bò này thì bắt, chứ em không ép. Mà nói thiệt luôn là con bò này bây giờ, thời điểm bây giờ cho tới qua Tết luôn, nếu mà kiếm được hai con bò pin như thế này mà giá nó ngon ha, cực cực mò đó. Em nói thật, em là chuyên săn bò độ á, mà bây giờ em kiếm không ra đó là anh em biết rồi. Rồi cái dùng cái lô này, lô cuối cùng, lô này cuối cùng nha anh em, xong rồi qua Tết đi bắt nữa. Giò nó con bò này em đi không nổi nè, dân biết chơi bộ độ anh em, nhìn cái cần con bò này là anh em biết nó làm sao. Nhưng mà nó xịt cái màu thuốc xanh, cái này thì mai lấy nước cái chén rửa ăn cái hết rồi. Thì anh chị em nào muốn mua thì bắt, chứ em cũng nói thiệt tình, còn nếu mà có xét gì cái độ viêm da mà độ lên bệnh á, bệnh nữa thì em bao cho anh chị em, nếu mà có bệnh nữa ha, từ đi bây giờ bắt con bò này về mà nó bị viêm da nữa thì đem lại đây trả cho em, của một em đền hai. Đã em dám bắt về chuồng em là anh em biết rồi, mà em dám tuyên bố vậy là anh em biết rồi đó. Nếu mà nó có bệnh nữa là của một em đền hai cho anh em, nếu mà bắt về hiện tại bây giờ về trong chuồng anh em mà nó bị nữa ha, nó bị liền nữa ha, là của một em đền hai. Này nó đang làm con bò này qua Tết là mình bóng ngời luôn, hết bóng ngời luôn. Tại vì nếu như mà con bò mà nó bị viêm da, anh em phát hiện sớm anh em lấy thuốc xanh của người á, với oxy già anh em sức dục kỳ lẹ, cực kỳ lẹ luôn anh em, lẹ hết á. Bò này dữ tận lắm anh em. Bên đây nó hết rồi nè, để em quay kỹ cho anh em xem nè, đó em thấy không, rồi bây giờ em giờ nó ra đó rồi đó anh em, cho anh em dễ coi ha. Rồi bây giờ em sẽ báo giá hai con bò này. Con bò này hồi nãy em báo là 19 triệu nha anh em, bò vàng này là 19 triệu, chiều cao 1m8, bò 6 tháng tuổi. Rồi con bò này, bò này nó sung dữ lắm, nó mới về nó sung dữ lắm. Con bò này là chiều cao là hút 1m1 rồi, tầm khoảng 1m12 có ha. Và độ tuổi là 7 tháng rưỡi bò. Con này có giá là 23 triệu. Con bò này ngoài dài nó đi nó. Cái lưng con bò này nó như cái tấm giá vậy. Anh em thấy không? Nó bằng tháng, con bò lưng bằng tháng. Tôi lựa con bò là cái lưng sống nó bằng tháng. Cái đít thì con bò này khỏi bàn. Tại cái đòn cái tướng này cái đít nó dữ lắm. Con này là 23 triệu. Nha anh em. Nha. Giò cẳng đây, chân con này tầm trung,
Con này anh em nuôi là giá là tầm khoảng 55 triệu được, tầm khoảng 5 rưỡi. Cái đít đây, con bò này cái đít nó khoảng 4 tấc cái này, 4 tấc ngang á, nó có 3 khía nè. Bò này 3 múi riêng biệt luôn nè. Nhìn 3 cái khắc riêng biệt luôn anh em. Xương gối thẳng gan nha nè. 23 triệu, con bò này cầm đuôi đẹp lắm. Hết biết cầm đuôi luôn anh em. Tướng phải thế lắm anh em. Bự bò, bự lắm anh, bò này bự lắm. Nhưng mà nó sung lắm. Rồi, cái con này á, là em báo giá cho anh em thì xin phép là bỏ qua cái vấn đề là mày viêm da nhé, bị viêm da nhé. Không, tại vì con bò này nó hết rồi, nhưng mà chủ nhà chơi ác là nghe không rõ, sạch xịt con bò như vậy. Bây giờ người ta sạch không lẽ anh em nấu gì giờ. Nói chung là định bỏ con bò này qua Tết cho nó lành hẳn luôn, cho nó hết luôn á, nó hết tiệt luôn. Nhưng mà có nghĩa là nó lành hết mấy cái này nè, mấy cái này nó ra lông nó bít hết á. Nhưng mà CD nghe lại uổng quá anh em ơi. Tại vì nếu mình bỏ qua Tết thì thằng khác nó bắt mất. Nếu con bò này phục vô khác là lái khác nó bắt mất liền. Tại vì ở đây là mối. Mối em này không bán đây là mối, hồi đó giờ 24 triệu. Nó anh chị em nào nếu mà ưng, nếu mình bỏ qua cái vấn đề là viêm da thì mình xài nó, còn không thì thôi nha anh em. Không thì anh em xem tham khảo nha, con bò này dữ thần lắm. Hiện tại trong mình nó khoảng 90 cái thịt, cứng 90 cái thịt. Ghê lắm. 24 triệu. Tại vì em ý định của em bữa nay em chỉ bắt một con bò này thôi là về là em rộng á. Bò qua Tết chơi đó. Tiền bò quá trời. Nhưng mà chụp cha đi mua bữa nay sẽ bắt được 3 con nữa nè. Đít của bò này hút 4 tấc rồi. Nói chung trong cái điện thoại anh em nhìn không có tầm, sức tầm đít bò này. Ở ngoài anh em nhìn nó ghê. Này, cái này thì nó lành hết rồi nè. Đấy, nó lành hết rồi đó. Đó. Cái này nó đang nè, như cái này là nó mọc lông nè, thấy không? Bít lông lại nè. Thấy không? Như cái này nó bít nè. Em không biết ông xịt cái này xịt ý nghĩa gì nữa, nó làm hết rồi xịt ý nghĩa gì nữa trời. Nè, cái lưng này anh em, cái cổ nó không được gan đâu, nó ngóc lên, nó cổ nó dữ thần lắm, mà mặt bò này chịu không nổi. Dân biết sơ bộ độ là nhìn cái mặt là chịu không nổi liền. Nhìn cái mặt là chịu không nổi liền. Nhìn cái mặt là chịu không nổi với con bò này liền. Rồi thôi. Ok, trời bò Thanh Tính, địa chỉ 84, xã Thanh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Thì không phải là em quảng cáo con bò này dữ. Xét gì nếu con bò này viêm da thôi. Mà quảng cáo cho dữ, nhưng không phải anh em ơi. Tại con bò này quá đẹp. Mà nó hết viêm da rồi. Đó, thì em cũng chia sẻ thiệt với anh em là em định bỏ con bò này qua Tết. Nhưng mà CD nghĩ lại thì uổng quá anh em ơi. Thà mình bắt về chuồng mình rộng qua Tết mình bán. Ha, chứ mình không bỏ được. Lọt ra thằng khác nó mua cái là mình tức. Tức lắm. Phải chơi. Cái anh chở xe của em mà nói bây giờ mà cái dùng của mình mà bây giờ mình mua được con bò này cực. Không có mẫu gì kiếm gì về, không có bự gì về, không có. Đẹp lắm. 24 triệu. 24 triệu là nó bằng 30 triệu hồi trước á. Bò này lúc trước 30 triệu là bình thường. Con bò này mới xứng tầm là con bò nuôi 60 triệu nè. Nó cần nè. Thấy chưa? Thấy không? Từ ngay cái cục này, bỏ cái cục này nó có nửa gan. Lưng nè. Ngày mai em tắm cái em quay cho anh em xem. Nó trắng phích luôn á. Rồi ok, em xin chào anh em nè. Con này thì 23 triệu nè. Tại vì mấy con bò này hai bò lớn rồi. Nó hút lứa nó 7 tháng mấy hết rồi. Thì nó cái giá tiền nó hơi cao. Thì nói chung thì em báo giá con bò thì anh em, nếu anh em mà dân với sợ bộ độ thì anh em cái tầm tiền mà không có ngán tiền. Thì những bò lớn. Còn con này thì 19 triệu là ok. Bò đúng chuẩn rồi. Xương gối thẳng như cái cơ. Mặt này.
cục nè, mặc đồ vô thôi không, 19 triệu lòng sát. Rồi con này thì ăn xịt khói, con này ăn rồi. Xuống chuồng cuối cùng ăn cực kỳ ăn luôn. Đầu con bò này vuông dứt, đầu đẹp, lưng 15 triệu rưỡi. Anh em ưng bò này bán cho anh em 14 triệu. 14 triệu anh em. 14 triệu anh em. Nó sung nó đẩy vô cái hàng duy trì rồi giờ nó xuống sức luôn. Chứ cái lưng nó thì dữ lắm à. Bò này thích muối mà. 14 triệu thôi. Thế vậy chứ cho ăn hèm qua Tết là thấy lên bò liền à. Tại vì giờ đang sửa cái chuồng này lại nè. Nới ra cho nên hơi lu bu. Cho anh em ngắm lại cái vẻ đẹp của bò này cái này cả. Bò này ghê lắm. Thấy chưa? Không chê được điểm nào, nếu mà xét nghĩa mẫu không chê được điểm nào. Từ mặt mày ra đít. Bò này đừng diêm da cái nữa. Nội giờ nó hết rồi, cũng đâu có ăn nhầm gì. Nói chung bạn thú y của em này nó cũng tài. Cũng tài á. Cái trị con bò này chỉ hai lần. Diêm da bây giờ nó dễ mà, có chích ngừa nó dễ lắm. 2 tháng rồi nghe nè, bị 2 tháng. Còn con này thì sẽ bao cho anh em là không có bị nữa. Bao của 1 đền 2, nếu về chuồng nó bị nữa là của 1 đền 2. Sách bò trả cho em. Chịu chơi rồi, cái gì cũng được hết. Quá đẹp bò. Nếu mà không có con bò đó thì thấy con bò này đi cũng được à. Còn nội lực hình ghê, 23 triệu. Rồi thôi xin chào nha, xin hẹn lại cái video sau. Anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Trại Bò Thanh Tích ha. Có 4 con bò thôi, 5 con bò thôi. Địa chỉ là ấp 4, xã Thanh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Cái mặt bò nó ứa lắm.